Vâng, chào mừng bạn đến channel Thăng Nguyễn. Trong video ngày hôm nay mình rất vui khi được gặp lại bạn. Và nếu bạn là lần đầu tiên ghé vào thăm kênh, hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào quả chuông để thường xuyên nhận tất cả video mới của mình. Vâng, mời bạn vào xem video. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một kiến thức nhỏ nhỏ để các bạn bảo mật được một cái tài khoản Facebook. Thì hiện nay Facebook có rất nhiều tài khoản bị hacker nhưng họ không biết làm sao để bảo vệ được tài khoản. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách để bảo mật tài khoản Facebook 100% chống những kẻ hacker có thể là thừa cơ hội để vào để chiếm lấy tài khoản của bạn để mục đích được một cái tài khoản Facebook. Thì việc đầu tiên bạn cần là phải có một cái tài khoản Facebook. Đây mình sử dụng trên bảo mật trên điện thoại. Thì bạn vào Facebook, bạn mở ứng dụng ra. Rồi đây mình sẽ quay bằng nghe đây cho bạn dễ nhìn hình lớn. Thì bạn sẽ vào cái ba chấm bên phải nè, sẽ kéo lên. Rồi bạn sẽ vào cái chỗ bánh răng cài đặt một điện tư. Rồi bạn sẽ vào cái cài đặt cái hình người này em. Rồi tiếp tục bạn vào bảo mật và đăng nhập đó kỹ nha. Rồi bạn sẽ vào là xác thực hai yếu tố. Rồi thì để xác thực thì đầu tiên bạn sẽ thêm vào cái số điện thoại, tin nhắn SMS. Rồi bạn sẽ nhập số điện thoại bạn vào. Nên sẽ gửi tới cái mã. Xong. Ok. Đó, đây là mình đã bật xác minh bằng hai yếu tố luôn. Nếu bạn không sử dụng được cái ứng dụng bên thứ ba thì bạn có thể sử dụng số điện thoại. Còn một cái nữa là bạn sẽ nhập cái mã khôi phục. Thì nó sẽ có một cái dãy số như thế này. Nếu mỗi lần bạn đi đâu mà không có điện thoại mà không đăng nhập vào một cái máy tính hay laptop của mình hoặc là máy tính công cộng gì đó thì bạn sẽ cần cái mã số này để bạn đăng nhập vào. Nếu bạn không có điện thoại đó, thì bạn sẽ sao chép toàn bộ cái mã số này vào và quay lại. Thì còn một cái cách mà để bảo mật tuyệt đối luôn thì bạn sẽ nhận cảnh báo đây, thì sẽ thông báo qua SMS, thông báo qua email. Mỗi lần đăng nhập nó sẽ thông báo, bạn sẽ bật hết tất cả này lên. Đây sẽ thông báo qua. Rồi nhận thông báo, bạn sẽ đặt ok và không nhận. Thì cái bảo mật này thì nó có một cái lợi và một cái hại. Cái hại là gì? Nếu bạn không sử dụng một cái trình duyệt chung là cái tài khoản Facebook của bạn mà không có đăng nhập vào một cái chiếc điện thoại nào và lỡ bạn đăng xuất ra hết thì nó rất là khó đăng nhập vào đó. Thì cái này nó có một cái hại là chỗ đó. Và thông báo qua email thì nó hay hơn đó, bạn bật hết lên, thông báo qua cái Facebook, thông báo qua cái tin nhắn Messenger hoặc thông báo qua email đó, thì bạn bảo mật tuyệt đối luôn. Thì bảo đảm hacker không có hacker nào mà có thể chiếm được tài khoản của bạn. Rồi cách khôi phục tiếp theo nữa là bạn sẽ chọn cái tài khoản của bạn tin cậy đó, bạn thêm vào như bạn bè hoặc là bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể thêm vào đây để khi mà bạn khôi phục và đăng nhập đó. Hoặc khôi phục tài khoản bên ngoài bằng Facebook, quyền truy cập web nè. Đó, thì mấy cái này hơi sâu xa quá thì mình chỉ cho bạn xem qua thôi. Bạn chỉ có là sử dụng cái xác thực hai bước nè là ok rồi.
đó. Rồi, thì vừa rồi mình đã chia sẻ với bạn cách để bảo mật cái tài khoản Facebook của bạn. À, thì mình thêm điện thoại nào, tại mình không có thêm. Đó, thì bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ đến nhiều người cùng biết để họ cũng có thể biết được cái cách để bảo vệ cái tài khoản Facebook tuyệt đối 100% không bị hacker. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút vào nút đăng ký bên dưới và đừng quên bấm vào cái chuông bên phải để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình. Vâng, hãy chia sẻ video với mình. Cảm ơn bạn.